Dạ. Cái con bứng lên. Đây là anh Mười, anh Mười ở Tiên Thủy luôn. À. Cái này là cái gì Tiên Thủy anh Mười? Ấp Khánh Hội Đông. Ấp Hội Đông. Xã gì anh? Xã Tiên Thủy. À. À. Vô bịch này nè. Cái đây là cái gốc từ hạt bưởi gì đó anh? Hạt bưởi lông cổ cò. Ờ. Bưởi xưa của mình hồi xưa đó, cái hạt bưởi hồi xưa đó. Chứ hồi nãy em kia nói là không phải bưởi, cái bưởi lông nó có nhiều loại hả anh hả? Bưởi lông nó có 2-3 loại. Một loại là lông cổ cò và lông thường của mình hồi xưa. Thì cái lông thường của mình hồi xưa thì cái cơm của nó đó, cái cơm của nó không có được hồng lắm. Dạ. Mà ăn nó nước nhiều. Ăn nó có cái vị nhẫn. Còn cái lông cổ cò của nó xuất phát từ Tiền Giang. Lúc trước là chỉ Tiền Giang với Vĩnh Long là hai cái vùng mà nó xuất phát nhiều. Dạ. Trái cơm hồng rất đẹp, nhưng mà cái nhược điểm của nó là vỏ nó có lông, dạ, da nó mềm, dạ, cái vỏ nó mềm, dạ, cái ruột nó ăn lâu rồi nó cũng có hơi the, cho nên là không xuất khẩu được. À, à, cái mình lấy cái hạt của nó. Nhưng mà được một cái á, là nó là một loại bưởi rừng, ăn sức sống rất mạnh, dạ, cái ruột nó đỏ, nó giống như là cái ruột của cái bưởi da xanh, hai thứ này kết hợp lại, thì chừng nữa chất lượng của cái trái bưởi này khi mà trồng lên nó ra trái, dạ, thì nó sẽ có màu đỏ hơn. À, còn nếu mà không đúng cái lông của cò này á, mà lấy chẳng hạn như lấy hơi hồng hồng thôi, lấy cái bưởi năm roi chẳng hạn, dạ, thì chừng nữa thì cái năm roi thì ruột nó trắng, dạ rồi, à, cái la vô nó thành hồng hồng thôi, thì chừng nữa nó cái màu, cái mình ghép cái da xanh vô cái màu nó không đạt, không đạt, à, mà phải là cái hạt từ bưởi lông của cò đó, cả nhà thấy không? Rồi, à, mà cái hạt con còn là cái sức sống nó tốt anh. À. À. Còn ngoài ra anh ấy có bưởi lông kia thì nó làm sao? Có cái lông kia đó thì hiện tại bây giờ á là trên thị trường gần như là nó không còn. À. Nhưng mà cái trái nó bự, vỏ nó dày. Dạ. À, cái nhược điểm của cái bưởi lông xưa hồi xưa. Lông xưa. Á, dạ. À, thì vỏ nó rất dày. À. À. Nhưng mà cái màu cơm nó cũng không được đỏ như cái của lông của cò. Rồi, hiểu rồi. Thì bây giờ vậy này cả nhà, đây là cái cây trực sinh nè. Rồi, thông qua anh Tâm ơi. Anh trách nhiệm anh nặng lắm nha. Tức là bây giờ đấy. Thật sự là công ty Tuận Thiên không muốn làm giống đâu anh, nhưng mà cái bo nó quan trọng anh. Cái gốc anh là ổn rồi nè, cái gốc anh là chuẩn rồi nè. Mà bây giờ đưa cái bo vô mà nó không chuẩn thì nó cũng mệt. Đúng rồi. Bây giờ đấy, đây có cậu 10. Đúng đó, nên là chúng ta kết hợp với nhau. Cái Thuận Thiên là không muốn làm giống đâu, nó cực em làm bởi. Nhưng mà bây giờ để vực lại cây bưởi miền Tây và để cho có sản lượng xuất khẩu thì phải kết hợp với mấy bên làm giống. Ừ. Bo là bên Thuận Thiên. Đó, rồi chúng ta cam kết với dân chứ gì đâu mà về cồn sừng á 2000 mét vuông trong 2 năm trồng 500 nhánh bưởi và cả cồn sừng bây giờ quy chụp là không trồng được bưởi. Đó. Bây giờ cần bưởi. Nhưng mà đó trồng bưởi gì? Bưởi da xanh mình nè anh nè. Là bưởi tháp này phải không? Dạ, bưởi tháp này nè. Trồng xuống chết hay sao? Trồng xuống nó vàng, trồng xuống nó vàng, chiếc cũng vàng. Trồng xuống thời gian là bao lâu? Cứ cái tay là vàng. Không, không có tới đâu anh. Nhỏ nhỏ là nhổ mới mà 2 năm mới 500 nhánh. 2 năm mà trong 2000 mét vuông trồng 500 nhánh. 500 nhánh mà hai trồng 2 năm tuổi vàng. Dạ, không, cứ trồng xuống là vàng là nhổ lên, trồng xuống nhổ vàng nhổ lên. Không có thời gian trồng, nghĩa là đây là một vài tháng thôi anh. Có vài tháng. Vài tháng vàng. Vài tháng là vàng. Dạ. Nếu vài tháng vàng bệnh thì giống anh, thì cái đó tôi khẳng định một vấn đề là từ giống thì chính xác đó. Còn thì nếu mà trồng qua năm thứ nhất năm thứ hai phát triển tốt, dạ, là do cách chăm sóc, từ đất bắt đầu nó vàng thì dạ, cái đó là do từ đất nó, đất nó lên đó là vừa được. Em đi 100 công ở Hậu Giang đó là bị từ đất, không phải từ giống. Nó rõ với chủ nhà luôn, tại vì trồng ba mấy tháng mới bị vàng là cái này lại nói rõ luôn là giống là tốt, mà do cái vùng đó nó bị phèn nhôm anh, rồi đất mà đất màu xi măng ấy. Rồi để nó lèn rồi không có ai chăm sóc, hư hết 100 công. Với lại nếu mà nói đất mà phèn nhôm, phèn nhôm thì đúng là trồng cây có muối nó không hợp. Dạ đúng rồi anh. Nó là phải phèn sắt. Phèn sắt thì còn đỡ. Mà nếu phèn nhôm phải quy trình mình ngay từ đầu xử lý thì mới rửa phèn, nhờ hang trùng rồi nhờ nước mưa, nhờ nước tưới rồi tháo nước ra. Nhưng mà gần sông lớn mà cuối cùng để hư 100 công, ba mươi mấy tháng tuổi bỏ cái anh đó, anh quá nhiều việc. Anh quá nhiều việc, anh vừa nuôi dịch, anh vừa ôi anh làm tùm lum bán thân cho súc. Định là nếu mà cây này đem về trồng ha,
là dạ. không có vấn đề chết. Ví dụ như tôi nói, giả sử như bị đất nó xấu này kia nữa thì nó cũng phải đứng đó thời gian. Dạ đúng, đúng, từ, đúng. Từ, có nghĩa là nó khả năng nó thực sinh, dạ. là nó lấy từ cái bầu đất còn dạ. ở đây. Dạ. Nó nuôi cái này 6-7 tháng nó vàng từ từ nó mới chết chứ dạ. không có lý nào mà chết. Dạ. À, nếu mà cây mạnh. Rồi. Nếu mà cây nó bệnh, cái này là lô hàng này em đặt đây phải không? 500 dạ. cây đó phải không? Dạ. Rồi nhờ anh nghĩ nhờ vô bầu dưỡng lên. Rồi được phân phối cho mấy anh nông dân. Giao mình như vậy. Đúng rồi. Làm đại quy trình của mình. Rồi. Chú là cái rễ cám là đạt nè. Rồi. Rễ cám rất là đạt. Nghĩa là bình lắp đó là cũng là trùm về rồi. Rồi bây giờ mình dùng quy trình của mình. Mình dưỡng vô bầu dưỡng rồi mới bán cho dân. Khi mà nhận cây rễ vậy nè, mới ra chất lượng. Dạ. Nếu anh nói cái được sinh này phải xử lý bằng quy trình của mình nè để cho nó khỏe luôn. Đó. Ok. Không, cái đầu rễ ngày nó tươi rồi tính ra. Dạ không. Sau này tương lai sau này trên rễ là tốt rồi. Khi mà nhận cái giống về thì hoàn toàn là thuận thiên hết, không có gì là quá chắc hết. Đúng rồi. Chỉ có bọc là bọc ni lông. Và chứ thuận thiên đâu có làm mình đâu. Còn phân thuốc là hoàn toàn là của thuận thiên hết. Đó. Thì anh Tom anh hỏi là Tuấn có nên ghi cái trái ghi cái thường thiên không, thì để Tuấn suy nghĩ lại cái bịch á lại vậy. Rồi ok Nghĩa. Rồi bây giờ kết hợp với anh Mười với Nghĩa nữa với anh Tom là lo cái nguồn bo nguồn này kia thì chúng ta là đủ cơi cây đẹp mấy tung ra cho bà con nông dân chứ không phải là... Cảm ơn Nghĩa. Nghĩa là học ở trên Sài Gòn chỗ trường cán bộ nông nghiệp đó là cũng mấy năm rồi nè, học cái khóa đó không biết khóa năm nào, 2020 hả, 2019 hả, Nghĩa là học khóa 2019 hả, cuối 2019 rồi đó. Mà một chú thì lo vấn đề cây trực sinh này, anh Tâm thì lo bo ha, lấy bo bên giống của người chuẩn, anh Nghĩa là lo vô bầu dưỡng rồi lên cho đàng hoàng theo rồi cái quy trình thiên. Rồi cam kết vậy rồi thế là vực lên thôi. Cái cây này về sau khi mà về trước khi vô bầu nhớ lấy kéo cắt xuống. Dạ. Đúng rồi, cắt xuống khúc, cắt xuống khúc. Con điều hết ha. Giả sử như vậy ha, mấy cái cây nào mà nó đầu nó như vậy thôi thì mình cắt bỏ chút xíu vậy, không cắt bỏ chút xíu này sao dạ. nó lên lại rất đẹp. Còn dạ. không cắt thì một cặp lá đi ha. Rồi. Không để như vậy 21 cái đầu này rất xấu. Dạ. Rồi cắt đi cặp lá đi rồi. Rồi cái cây này thì cắt đi khúc đi. Rồi cái cây này cắt tới đây. Lá không, dài lá thôi. Dạ, cái lá tới anh ha. Rồi, ok anh Mười. Rồi. Đấy, bắt đầu. Ây da, không muốn làm giống, bây giờ phải làm giống. Đó, như trong bữa này nè, chúng ta thấy nè, như cái cây này nè, là theo mình là nên, không nên giữ lại. Cả nhà thấy nè, nè mới tiền, nó bả bị, nó nè, vàng, này là vàng đầu nè, là gân lá nó vàng. Nhưng mà tôi nói lại nha, các cái vườn mà anh Tâm anh phục hồi đó là nó thiếu trung vi lượng thôi. Là cái gân này nè, nó giống như gân xanh nhưng mà nó lem, ha. Nó lem nhưng vàng lại cái gân xanh mà cái gân nó lem là thiếu trung vi lượng. Chứ thật sự á, rồi sau đó nội sinh nó kém thì rầy mềm và rầy chống cánh, rầy mềm chích vào, ưa virus vào, xong mạch dẫn thâm, rễ hư thì nó ra vàng đầu, đây là vàng đầu này. Vàng đầu đó thì gân nó vàng. Vàng lá gân xanh do rầy chống cánh thì cái gân này nó xanh gọn. Còn cái gân mà xanh lem là thiếu trung vi lượng. Đó, như cây này là không cứu được đây nha cả nhà. 10 ngọn bị hết có 10 ngọn nè, cây này là nhổ bỏ nè. Cây này là không, anh Tâm, cây này là không bao giờ làm được đó nha. Chứ không phải là cứ nghĩ là thần thuận thiên, thần dược vậy là làm không. Nó vàng như vậy hết, chính xác. Đó, đây là cây nè. Đó, là như vậy. Cây này thì nghi vậy nè, cây này là khả năng nghi vậy nè. Còn cái cây này cũng vậy luôn nè, bỏ nha cả nhà. Chứ không phải là cứ nghĩ thuận thiên cái gì làm có được, cây này là bỏ này nha cả nhà nè. Đó, trên 50% đầu ngọn rồi, cây này nữa nè, cây này là bỏ nè. Nói nhanh 10 đó, tức là nếu từ giống là đưa vô là mấy tháng sau, 5-6 tháng sau, năm sau là vàng. Năm với quy trình 5-6 tháng, không tới là 3-4 tháng thôi. Còn trồng lại, trồng trên 1 năm mới bị là do quá trình chăm sóc, đất bị chặt, bị lèn, hóa chất pH thấp, thoái hóa, rồi nội sinh kém mới dẫn đến thiếu trung vi lượng xong. Rồi mới dẫn đến vàng đầu, vàng lá gân xanh. Con này từ giống rồi, không nói rồi. Đó, cái cây nó đẹp như thế này nè. À, nhưng mà nếu chúng ta canh tác mà nó không đúng, dẫn đến nó thiếu trung vi lượng, là cái lem nó, cái gân nó xanh mà nó lem.
Đó, rồi mấy ông đi đưa trung với lượng vô làm được, rồi nói tôi giải quyết được vàng lá ăn xanh là tầm bậy. Rồi sau đó mới còn rầy mè với đây trong cánh nó mới chích vào, nó mới bị bị sốt xuất huyết, mũi vàng nó chích cái con rầy mè là trong cánh vậy, nó có hàng ngàn năm nay, nhưng mà cây nào yếu thì nó mới bị thôi. Giống như mình bị mũi chích vậy, nó phải chích bị sốt huyết liền đâu, phải chích bị sốt rét liền đâu. Con mũi nó có hàng bao nhiêu năm nay, hàng ngàn năm nay, nhưng mà người nào yếu thì sẽ bị là như vậy, chứ không có phải là từ thiếu dinh dưỡng trước rồi còn từ giống mà tôi nói rồi ha, từ thiếu dinh dưỡng trước rồi xong mới đến vàng đầu vàng lá càng xanh. Chúng ta phải nói rõ cái này à. Làm ở Thuận Thiên không bao giờ là bị cái này đâu nè, đây nè. Đúng rồi, thì để tí nữa gặp ảnh phải làm cái giống này nè, đất này nè, từ trên cái nền của mình là nó càng khỏe nữa. Rồi tí nữa gặp ảnh thì nói chuyện. Rồi xong chưa? Rồi đó. À nó bị này nhưng mà chăm không đúng là sau này nó sẽ bị vàng đầu vàng lá xanh khi mà đất nó bị thoái hóa. Chứ là giống tốt rồi nè, giống tốt rồi nè. Rồi. Cái này là công ty của chỉ là cái này muốn cho an toàn nhất ha. Muốn cho an toàn nhất á là về phải trước khi du hoạch phải là nhúng xử lý, ví dụ như cái riumin. Không, bên con thì không, bên con là không còn hữu cơ sinh học hết, không có riumin gì hết. Dạ. Sinh học ha. Dạ. Thì cái đó vụ đó là chỗ có. Dạ, lân, combi, amino, soy. Dạ. Soy. Combi thì vẫn được. Hả? Combi kích thích ra rẻ. Không, không cần, không cần TN đâu, không cần TN đâu. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, cái soy nhẹ thôi. Cái soi mà nặng quá là nó chuyển hóa luôn. À đúng rồi, cái soi là một phi một xị 200ml thôi. À. Tôi không biết là cái chỗ đó làm sao, tôi không biết ngang, nhưng mà theo tôi nông dân từ xưa giờ bị cái đầu rễ này mình cắt đứt. Dạ đúng. Cho nên là mình xử lý, giả sử như mình đứt tay hay gì đó, mình cũng phải đúng rồi. Cái gì đó. Bên con có chất làm lành bằng hữu cơ sinh học. À rồi, cái đó là dạ vâng, phải. Đúng, anh nói đúng hoàn toàn, nhưng mà đây là anh bên anh hóa chất thì bên em là hữu cơ sinh học. Đúng, là như vậy. Nhớ, nhưng mà nhớ nha, khi mà nhúng là cái soi nó không được nhiều. Nó soi nó 200 tới 250 ml thôi. Chứ mà nhiều quá là nó chuyển cái tổn thương này nè, nó đào thải luôn. Nó chuyển cái thành mùn luôn. Như vậy, nhớ. Nhẹ thôi, 200 ít thôi, chủ yếu là lân. Chủ yếu là lân, combi và NPK hữu cơ. Xin lỗi amino lân và combi, soi một ít thôi. Nhớ. Rồi giờ tuấn chào.